Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Nữ quái ở Thái Bình giả làm thầy bói để chiếm đoạt tiền tỷ. Gian dối rằng mình biết xem bói, giải bùa, một nữ quái ở tỉnh Thái Bình đã tạo lòng tin lừa đảo một bị hại ở Lâm Đồng để chiếm đoạt tổng cộng gần 2 tỷ đồng. Ngày 21 tháng 8, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Phương, sinh năm 1983, trú tại xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Theo thông tin ban đầu, sau quá trình điều tra, xác minh, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thái Bình có đủ căn cứ xác định qua các mối quan hệ cá nhân Trần Thị Phương quen biết với chị L. T. T. ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Mặc dù không biết xem bói, giải bùa ngải, Phương đã đưa ra những thông tin gian dối về việc nhà chị T. có bùa làm ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình và đến nhà làm lễ giải bùa để tạo lòng tin. Lợi dụng sự tin tưởng của chị T., Phương đưa ra một số lý do không đúng sự thật và nhiều lần đề nghị chuyển tiền vào số tài khoản cá nhân của Phương. Bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã làm rõ Phương thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị T số tiền trên 1,9 tỷ đồng, sử dụng để chi tiêu cá nhân. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Phương theo quy định của pháp luật. Qua vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thái Bình khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các chiêu trò lợi dụng các hoạt động tâm linh, văn hóa bản sắc dân tộc. Để trục lợi, trước khi tham gia bất kỳ hoạt động tâm linh nào, hãy tìm hiểu kỹ thông tin về người thực hiện. Địa điểm và các dịch vụ được cung cấp tránh bị lợi dụng. Khi phát hiện những trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời thông báo ngay với cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý, tránh để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Thanh hóa, bắt tạm giam 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng. Do uống rượu say, nhóm đối tượng do Lê Thế Vũ cầm đầu đã gây sự đánh nhau với một số khách hàng tại một quán bắp ở thành phố. Thanh hóa, các đối tượng này còn cầm gậy, gạch đuổi đánh nhân viên, khách hàng của quán trên đường phố ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Ngày 21 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố, Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng. Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Lê Thế Vũ, sinh năm 1990, trú tại phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn, Trần Văn Sơn, sinh năm 1996, trú tại phường Điện Biên, thành phố. Thanh Hóa, Lâm Bá Duy, Sinh năm 2006, trú tại xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, Nguyễn Trung Tấn, sinh năm 2001, trú tại phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa và Dương Thế Ngọc, sinh năm 2007, trú tại xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày mùng 8 tháng 8 năm 2024, tại quán Pubson 8 ở số 08 phố Cao Thắng, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, do uống rượu say Nhóm đối tượng do Lê Thế Vũ cầm đầu đã gây sự đánh nhau với một số khách hàng ở quán. Các đối tượng này còn cầm gậy, gạch đuổi đánh một số nhân viên, khách hàng của quán trên đường phố, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường, các đối tượng dừng việc đánh nhau và bỏ trốn. Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật bắt giữ 19 thanh niên giàn trận giải quyết mẫu thuẫn liên quan bạn gái. Ngày 21 tháng 8, Công an huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội đã bắt giữ 19 đối tượng có độ tuổi từ 16 đến 17 để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định Nguyễn Danh Tê, 16 tuổi, có mâu thuẫn với Lê Tiến C, cùng ở xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa. Tối ngày 6 tháng 8, T, dù sáu người khác đi uống nước tại ở xã Trung Tú và cùng nói chuyện về việc bạn gái của T bị C trêu chọc. Cả nhóm thống nhất tối ngày mùng 7 tháng 8 sẽ giải quyết vụ việc với C. Khoảng 20 giờ ngày mùng 7 tháng 8, cả nhóm T tụ tập, điều khiển xe máy mang theo dao kiếm và tuyếp sắt gắn dao, lạng lách, đánh võng, hò hét gây mất trật tự công cộng trên địa bàn huyện Ứng Hòa. Khi biết được nhóm của Lê Tiến C đang uống nước tại một quán trà sữa, nhóm của T phi xe đến, đứng chửi bới, thách thức, gây gổ với nhóm của C. Lúc này, tổ tuần tra công an huyện ứng hòa đã phát hiện vụ việc và lập tức ngăn chặn. Thấy lực lượng công an xuất hiện, các đối tượng đã bỏ chạy thoát thân, nhưng cả 19 đối tượng đã bị các trinh sát của công an huyện ứng hòa vây bắt thành công. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin tức trên kênh YouTube của đài phát thanh và truyền hình Thái Bình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin kính chào và hẹn gặp lại.